Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfivavn.com, shop app tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua ác BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Hello, xin chào anh em đã đến với HCG Club và mình là Nam Dương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series top những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất tại server Hàn. Và số này sẽ là kỳ tháng 7. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí ST. Mua thẻ Icon of Movement chắc chắn là nguyên nhân chủ chốt gây nên cái sự biến động cực kỳ lớn đối với lại xu hướng pick cầu thủ, và đặc biệt đó là với vị trí ST ở kỳ này. Tỷ lệ người chơi thay đổi team color do có sự xuất hiện của các cái nhân tố trên là dấu hiệu rõ ràng nhất. Trong trường hợp của Ian Rush đó là với team color Liverpool và Juve. Team color Anh cũng có lượt sử dụng tăng đột biến nhờ sự ảnh hưởng của Ian Wright, Rooney, Lampard và Zira. Ngoài ra thì đó là cái sự góp mặt của Hugo Sanchez dành cho team color Real Madrid và Atlético Madrid. Còn với trường hợp của Eusebio là dành cho team color Bồ Đào Nha và Benfica. Dấu ấn cũng đáng chú ý trong kỳ này đó chính là phương án Lewan 23TS nhanh chóng góp mặt trong danh sách, vượt lên trên cả những cái tên nổi bật đó chính là Marcus Thuram, Alexander Lacazette, Musiala thuộc mùa giải Team of the Season này. Lewan 23TS thì chỉ chịu đứng sau cái trường hợp của Ian Rush, Icon of the Moment. Tốc độ của tiền đạo người Ba Lan là điểm đáng chú ý nhất thì nó được bump lên khá nhiều, khắc phục điểm hạn chế về khả năng bứt tốc ở hầu hết các cái mùa giải. Rõ ràng thì đây là cái phiên bản ngon nhất thời điểm hiện tại của Lewan rồi. Cũng đáng chú ý đó chính là trường hợp của Erling Haaland mùa thẻ 23TS cũng đã được ưu tiên pick khá là nhiều, đứng ở vị trí thứ 3 chỉ sau Ian Rush và Lewan. Điều này càng chứng tỏ là cái hiệu ứng built-in color Man City là cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí CM. Vị trí CM này không những bị ảnh hưởng bởi vị trí CM gốc mà còn bị ảnh hưởng bởi các cái vị trí đó là LAM và RAM nữa. Rõ ràng Kevin De Bruyne 22 UCL đang là con hàng hot nhất thời điểm hiện tại ở vị trí AM. Mức chỉ số hiện tại của Bruyne là cao hơn rất là nhiều so với lại cái mức lương 25 do đã được bump lên sau màn trình diễn xuất sắc tại C1 vừa rồi. Điều này khiến cho đa số người chơi team color như là Chelsea hoặc là Man City đều coi đây là cái mục tiêu săn đón hàng đầu. Còn với trường hợp của Frank Lampard và Steven Gerrard Icon The Moment là hai phương án được chú ý rất là nhiều với lại vị trí này, nhờ những cái sự nâng cấp thực sự là rất vượt trội. Cả hai đều sở hữu cho mình hai chân 5 năm, khả năng truyền trọt và sút bóng đều rất là tốt, thậm chí là còn có tốc độ ở mức khá, nên anh em tại server Hàn ưa chuộng dùng nhiều cho vị trí AM. Lampard là phương án đẹp dành cho team color Chelsea, còn với Zira đó là với team color Liver, và cả hai cái tên này cũng là cái sự lựa chọn rất là tốt dành cho team color Anh. Mặc dù thì trường hợp của Rudulis không còn giữ được cái mức độ sử dụng vượt trội của mình ở vị trí này như trước, nhưng tỷ lệ pick thì vẫn khá là cao với các cái mùa giải chảy đều. Sự hợp lý về mức lương và giá tiền ở rất nhiều những cái phiên bản khiến cho người chơi thường ưu tiên sử dụng huyền thoại này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí LM. Phương án Eden Hazard mùa thẻ HG vẫn là cái sự lựa chọn áp đảo so với những cái tên khác ở bên hành lang cánh và không có cái dấu hiệu suy giảm về tỷ lệ pick. Tiếp tục như tháng trước thì cái mùa thẻ Home Ground của Hazard không chỉ chiếm vị trí dẫn đầu ở LM mà còn có tỷ lệ sử dụng cao vượt trội gấp 2 đến 3 lần so với các cái thẻ cầu thủ ở vị trí tiếp theo đó. Về cơ bản thì tốc độ và khả năng kiểm soát bóng đều là rất tốt và tương đồng với cả hai chân như là mùa thẻ Best World Cup. Tuy nhiên thì đến với phiên bản HG này thì khả năng sút bóng và tạt bóng của Hazard đều đã được tăng lên rất là đáng kể. Và đây vốn dĩ là hai cái điểm trừ lớn nhất của Hazard qua các cái mùa thẻ. Còn một nguyên nhân cốt lõi nữa đó chính là những cái điểm búp quá là vượt trội dành cho Hazard với team color Real 21-22, nên giá trị sử dụng con hàng này đang được tăng lên khá là nhiều. Khá là bất ngờ đó là sự xuất hiện của Bernardo Silva mùa thẻ 22 UCL, dù chỉ sở hữu cho mình 3 sao trên công thuận, nhưng có lẽ là do độ hot của team color Man City cùng với những cái điểm búp lên khá là nhiều nếu mà so với mức lương chỉ là 21 của Silva. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí RM. Với vị trí này thì Hazard HG và Shaqiri World Cup 22 có cùng cho mình một tỷ lệ pick ở vị trí dẫn đầu. Rõ ràng là Hazard HG đang là một trong những cái tên hot nhất ở giai đoạn này với mức độ chất lượng bên cả hành lang cánh trái lẫn cánh phải. Còn với trường hợp của Shaqiri thì quay trở lại cao hơn về mặt tỷ lệ sử dụng khi không những được ưu tiên với lại team color Bayern mà đó còn là team color Liver đang khá hot ở thời điểm hiện tại. Cũng tương tự như trường hợp của Shaqiri mùa thẻ World Cup 22 thì đó là trường hợp của Chiesa mùa thẻ HG với lại team color Juve đang tăng tỷ lệ pick lên từ vị trí thứ 12 lên vị trí thứ 4 ở kỳ này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm cái sự góp mặt của Paolo Fuce mùa thẻ Icon
đối với lại team Color Bồ Đào Nha. Rõ ràng chúng ta có thể khẳng định được là các vị trí hành lang cánh thời điểm hiện tại đang thay đổi đột biến khá là nhiều do cái sự biến động về tỷ lệ pick ở vị trí ST với những cái tên rất là hot thời điểm hiện tại tùy theo các cái team Color. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí CDM. Big James mùa thẻ 23 tỷ vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng CDM. Rõ ràng thì đây là một phương án rất toàn diện với khả năng bao quát tuyến tiền vệ, kỹ năng chuyền bóng, sút bóng tốt và nền tảng thể lực cực kỳ là dồi dào. Với mức lương chỉ là 22 thì đây là một sự lựa chọn quá phù hợp dành cho team Color Chelsea và tuyển Anh lúc này. Các cầu thủ của team Color Man City đó là Gundogan và Rodri mùa thẻ 22 Sealer cũng đang có cho mình tỷ lệ pick rất là cao. Việc người chơi tận dụng những cái điểm book vô cùng vượt trội sau khi mà Man City giành chức vô địch C1 để có thể build team chiến danh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mức độ chất lượng ở những con hàng 23 TS với vị trí CDM này là khá tốt. Tuy nhiên là mức lương để có thể đầu tư thì có lẽ là quá cao để người chơi có thể cân đối. Thế nên ở thời điểm hiện tại thì trong danh sách không có cái tên nào thuộc mùa giải 23 TS cả. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí CB. Sự lựa chọn dành cho vị trí CB này gần như không có nhiều biến thiên nếu so sánh với kỳ tháng trước. Vẫn là những cái tên quá quen thuộc như anh em đã thấy. Rõ ràng là chúng ta cũng có thể nhận ra được cái sự ưu tiên mà người dùng hướng tới cho vị trí này, đó chính là giảm lương. Ưu tiên của những con hàng này thường nó sẽ là có mặt AI tốt và tốc độ ngon. Điển hình đó là trường hợp của Rudiger và Varane. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí LB. Xu hướng hậu vệ cánh hiện nay chủ yếu được lựa chọn theo các team Color hàng đầu, đó chính là team Color Anh, Real Madrid, Juve và Liverpool. Và một trong những trường hợp đó là của Pellegrini mùa thẻ LOL và Tsimikas mùa 21 CL cũng đã chứng tỏ được cái sức phổ biến của Ian Rush mùa thẻ Icon The Moment mang lại. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí RB. Tương tự như vị trí LB thì RB cũng là cái tên quen thuộc dành cho các team Color đã kể trên. Và cái ngưỡng lương thời điểm hiện tại nó cũng đã rơi vào khoảng tầm 17 đô lên. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí GK. Thủ môn có chiều cao tốt vẫn là cái xu hướng được lựa chọn rất khó thay đổi. Lý do thứ nhất đó chính là đa số những cái thủ môn bắt tốt trong game này thì đều có một cái chiều cao rất là vượt trội và chủ yếu là bắt bằng cái tên. Việc lựa chọn cái mức lương nào nó sẽ phụ thuộc vào việc cân lương của người chơi. Và lý do thứ hai là những cú sút xa ở giai đoạn này của gameplay 9.0 vẫn là cái phương án ghi bàn khá là ổn áp. Nếu không sử dụng những GK có yếu tố tốt về chiều cao và sải tay dài thì rất dễ bị đối phương khai thác một cách triệt để. Vừa rồi thì đấy là danh sách top những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất tại server Hàn tháng 7. Nếu anh em thấy video hay thì nhớ để lại cho mình một like và một share và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại thì kênh của mình đã được bật tính năng hội viên hay còn gọi là tính năng supporter. Nếu anh em tham gia làm hội viên của kênh mình với chi phí chỉ là 30.000 một tháng thì anh em sẽ được nhận huy hiệu của hội viên. Và mỗi khi anh em comment trên các cái live stream của mình thì nó sẽ nổi bật hơn, giúp mình dễ dàng tương tác hơn. Ngoài tính năng hội viên ra thì anh em cũng có thể ủng hộ cho mình bằng cách sử dụng tính năng Super Chat và Super Sticker để donate trực tiếp trên những cái buổi live stream của mình. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.